Thanh Nga xin chào các bạn. Rất nhiều bạn đã tham gia các buổi đào tạo offline của Nga về cách soạn các trò chơi trên phần mềm PowerPoint. Hôm nay, Nga chia sẻ với các bạn qua các video Nga hướng dẫn nhé. Bây giờ các bạn hãy mở phần mềm PowerPoint lên. Chúng mình vừa xem video vừa thực hành luôn nhé. Để mở một trang PowerPoint mới thì mình vào File, vào New, vào Blank Presentation. Đó, mình đã mở được một file mới rồi. Lưu file, mình vào Save. Mình sẽ lưu tên. Mình có thể lưu file của mình rất nhiều dạng, như lưu dưới dạng PowerPoint bình thường, dạng PDF, dạng PowerPoint Show hoặc dạng JPEG, PNG. Bây giờ mình thao tác với slide nhé. Để thêm một trang mới thì mọi người sẽ ấn phím Enter. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn về PowerPoint cơ bản nhất nhé. Bây giờ mình sẽ tìm hiểu thanh menu Home. Thanh menu Home giống như trong Word. Trong thanh menu Home có các thuộc tính tùy chỉnh của chữ, như phông chữ, cỡ chữ, in đậm in nghiêng, căn lề trái lề phải, màu chữ. Đó, mình có thể chỉnh được rất nhiều màu sắc của chữ đấy. Mình sẽ sang thanh menu Insert nhé. Insert có rất nhiều ứng dụng trong các cấp học khác nhau. Nhưng với cách soạn trò chơi PowerPoint cho trẻ mầm non thì mình sẽ quan tâm đến Insert Picture, Insert Shape, Insert Text Box, Insert Video, Insert Audio. Rồi bây giờ mình sẽ làm quen với các Insert Picture nhé. Mình vào Insert, sau đó mình chọn ảnh trong folder mà mình đã lưu rồi. Rồi, Insert Shape thì có rất nhiều các hình trong Insert Shape. Đó, có hình vuông, hình tròn, hình đám mây. Rồi, mọi người sẽ tìm hiểu sâu hơn ở trong phần Shape này nhé. Insert Video thì mình sẽ vào Insert này, vào Video. Sau đó mình chọn phim trên thư mục mình đã lưu rồi. Rồi bây giờ mình sẽ tìm hiểu về Insert Audio, cũng tương tự như Insert Video. Mình sẽ chọn vào thư mục chứa âm thanh mà mình có rồi nhé. Mình vừa làm quen với thay menu Insert này. Rồi bên cạnh Insert là Design. Design là các dạng phông nền. Đó, trong đó có rất nhiều dạng, mình có thể lựa chọn trên đó. Tiếp theo là thanh menu Format. Nghe từ Format có vẻ quen quen đúng không? Với các bạn nữ, đặc biệt là các cô giáo mầm non. Chúng mình sẽ quan tâm đến hôm nay format giảm giá 50% này. Đó, có quen không ạ? Trong phần mềm này, format chúng mình sẽ luôn quan tâm mọi lúc, mọi nơi, mọi thời điểm, chứ không cần phải đến lúc nó giảm giá 50%, bởi nó có rất nhiều hữu ích trong quá trình tùy chỉnh các thuộc tính của các đối tượng. Bây giờ mình sẽ tìm hiểu về format của ảnh. Rồi, để xuất hiện format thì đầu tiên kích vào ảnh, sau đó mới xuất hiện chữ format. Rồi, bây giờ format của ảnh có rất nhiều thuộc tính này. Có thể chỉnh đường viền này, đường viền pixel border. Đó, pixel border width là độ dày của đường viền nhé. Sau đó là mình sẽ tìm hiểu picture effect. Kích vào shadow là bóng đổ này. Mình kích vào shadow effect. Sẽ xuất hiện một cửa sổ mới. Trong đó có các tùy chỉnh về distance là mật độ này, angle này. Đó, độ giãn cách này, blur, độ viền mờ, size, kích thước này. Rồi, có rất nhiều các thuộc tính khác. Mình cũng vào option của nó, mình sẽ chỉnh sửa nhé. Bây giờ mình sẽ chèn thêm ảnh vào nhé. Bây giờ mình chèn 3 ảnh vào. Cách thứ hai chèn ảnh vào trong trang đó là mình sẽ mở folder mới. Mình chọn số lượng ảnh bằng cách khoanh vùng đối tượng và mình giữ chuột trái này, giữ chuột trái. Sau đó mình kéo thả vào trang PowerPoint. Đó, như vậy là mình đã chèn được 3 ảnh rồi. Hoặc cách tiếp theo là mình có thể copy paste, Ctrl C, Ctrl V cũng được. Đây là cách chèn ảnh nhanh nhất này. Đó, mình sẽ thử xem các hiệu ứng nha. Diffraction là độ phản xạ. Grow, độ viền mờ. Rotation, 3D. Nó quay 3D này. Đó, rất nhiều các thuộc tính hay ho ở đây đúng không ạ? Mình nhớ ra rồi. Còn một thuộc tính rất là hữu ích trong cái phần format, đó là tách phông nền. Đó, nhưng mà yêu cầu chú ý là nền phải một màu nhé. Các bạn thấy bác gấu này đang ở một nền không có cảnh không gian phía sau đúng không? Bây giờ mình sẽ tách phông nền này để cho bác đứng trong một không gian lãng mạn hơn. Mình vào Format, vào Color, Set Transparent Color. Sau đó mình tích vào màu nền cần tách nhé. Đó, mình tách được rồi. Đó, Set Transparent Color. Đó, bây giờ là mình sẽ lấy một nền, ảnh nền, mình chèn vào. Ảnh này ở phía trên bác gấu cho nên mình sẽ phải đưa xuống phía dưới bằng cách là kích chuột phải. Sau đó là mình chọn Send to Back nhé. Rồi bây giờ mình trình chiếu thử nào. Mình trình chiếu thử nhé. Đó, bác đã đi trên một con đường lãng mạn hơn này. Có hoa, có mưa này. Nhưng không biết hành động của bác là gì cơ. Còn một thuộc tính rất là hay của format, đó là cắt ảnh. Mình sẽ dùng công cụ cắt ảnh nha. Đó là công cụ crop. Đấy, việc này rất là quan trọng nha. Giống như khi các bạn đi chơi đó, bạn và hai người bạn của bạn đây. Đó, bạn đi chơi. Đó, có hai người bạn của bạn, có vẻ như các bạn nó xinh hơn mình đúng không? Rồi, bây giờ nhiệm vụ là sẽ cắt hai bạn đó đi. Đó, bây giờ chỉ còn duy nhất một mình thôi. Mình sẽ là số 1. Số 1 thì chắc chắn là xinh nhất rồi. Đây, mình đã giúp được các bạn rồi nha. Nhớ là chúng mình vào công cụ Crop, Format và Crop nha. Rồi, bây giờ có một phần rất là hay. Đó là phần cắt video và âm thanh trong PowerPoint. Giờ mình sẽ giới thiệu với các bạn nhé. Để cắt được âm thanh và video trong PowerPoint thì mọi người sẽ vào phần Playback. Cũng giống như Format thôi. Để xuất hiện Playback thì mọi người sẽ phải kích vào video. Mình sẽ vào Stream Video và sẽ xuất hiện một cửa sổ mới này. Đó, sẽ có thanh gạt này, màu xanh và màu cam này. Đó, mình muốn cắt ở đâu thì mình sẽ kéo thanh gạt đến đó thôi. Mình cắt thử nhé. Đấy, bây giờ mình trình chiếu thử nào. Mưa to rồi, mau về thôi. Mưa to rồi, mau về thôi. Rồi, mình sẽ tìm hiểu về playback của audio nhé. Cũng giống như video, mình cũng có stream audio. Đó, mình vào playback và stream audio. Và mình cũng kéo thanh gạt đến vị trí mà mình cần cắt. Nhưng có vẻ như bài hát này không hợp với hình ảnh lắm đúng không? Mình mà chơi hát theo hình ảnh là mình sai rồi đó. Rồi, bây giờ mình sẽ chèn một chú voi vào đây nha. mình lại dùng công cụ tách phông nền này. Ồ, có vẻ hợp hơn rồi đấy đúng không? Chú voi con ở bản đôn, chưa có nhà nên còn trẻ con. Từ rừng già cho đến với người, vẫn ham ăn với lại ham chơi. Voi con ơi, mau lớn lên có đôi nhà to, có sức đi học miền gần xa, kéo vỗ cho buồn lòng của ta. Trên phần mềm PowerPoint có rất nhiều trò chơi hữu ích. Để biết được các trò chơi đó hay như thế nào, mời các bạn theo dõi các video tiếp theo của Thanh Nga nhé!